Chiều nay ngày 5 tháng 3, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã làm việc với Đoàn Công tác Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam về kết quả hoạt động mô hình ngôi nhà ánh dương tại Trung tâm Cung cấp Dịch vụ Công tác Xã hội Thanh Hóa và mô hình thí điểm chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng. Mô hình ngôi nhà ánh dương và mô hình thí điểm chăm sóc tích hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc và Chính phủ Việt Nam. Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, Ngôi nhà Anh Dương Thanh Hóa đã tiếp nhận hỗ trợ tạm lánh khẩn cấp và kết nối các dịch vụ tư pháp, y tế, công an cho 33 người bị bạo lực trên cơ sở giới. Tổng đài tư vấn miễn phí đã tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi, trong đó có 588 cuộc gọi liên quan đến bạo lực giới. Trung tâm đã hỗ trợ can thiệp khẩn cấp qua tổng đài và can thiệp tại cộng đồng 142 ca. Mô hình thí điểm chăm sóc thích hợp cho người cao tuổi tại cộng đồng được tổ chức tại xã Đông Phú, huyện Đông Sơn và phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa sau 4 tháng triển khai, mô hình đã giúp gia đình người cao tuổi cởi mở và chủ động với sự đồng hành của các tình nguyện viên chăm sóc. Người cao tuổi được chăm sóc, sức khỏe tinh thần được cải thiện. Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác Quỹ dân số Liên hợp quốc đánh giá cao việc tổ chức thực hiện các mô hình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Kinh nghiệm thực hiện các mô hình tại Thanh Hóa sẽ được quỹ tổng hợp để nâng cao hiệu quả các mô hình tại các địa phương khác. Đồng thời, cam kết sẽ nghiên cứu hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa xây dựng thêm các mô hình bảo vệ đối tượng yếu thế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, với đặc thù là địa phương địa bàn rộng, số lượng đơn vị hành chính lớn, dân số đông thứ ba cả nước, đối tượng yếu thế, người cao tuổi lớn. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội. Việc Quỹ dân số Liên hợp quốc quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện các mô hình bảo vệ đối tượng yếu thế, có nguy cơ bị bạo hành giới và người cao tuổi sẽ góp phần giúp tỉnh Thanh Hóa làm tốt hơn công tác đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh cam kết sẽ chỉ đạo các ngành địa phương phối hợp triển khai hiệu quả các mô hình, từ đó tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng các mô hình này. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Thanh Tùng mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ của quỹ dân số liên hợp quốc trong việc chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực cho tỉnh Thanh Hóa trong việc triển khai các mô hình bảo vệ người yếu thế.